Mua Xiaomi, Realme tặng bảo hành vàng toàn diện, cả nguồn, màn hình, vân tay trong 12 tháng, duy nhất tại điện thoại hay.vn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cây Công Nghệ. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đánh giá chi tiết cái phiên bản iOS 16 sau bao ngày trải nghiệm các bạn nhé. Bao ngày nói thế thôi chứ thực ra cũng chỉ có 3 ngày thôi các bạn ạ. Đó, thì mình thấy rằng là 3 ngày nó là một cái khoảng thời gian đủ để mà mình gọi là soi mói, xăm soi cái phiên bản iOS 16 này để gửi đến cho bạn những cái thông tin chi tiết nhất, cũng như là được xem như là nhanh nhất để dành cho những bạn nào mà đang có ý định là lên cái phiên bản iOS 16 này. Đầu tiên là mình sẽ nói về phần tính năng mới. Chắc chắn rồi, về phần tính năng mới thì iOS 16 năm nay mặc dù nó không có thay đổi về mặt giao diện, icon cái thứ này kia, tuy nhiên thì cái phần màn hình khóa giữa đây nó đã cho chúng ta có thể là cá nhân hóa được rồi. Và những cái tính năng có trên này nó thật sự rất hay ho. Nó giúp cho chúng ta biến từ một cái chiếc điện thoại từ trước đến giờ dùng chỉ là do Apple sắp đặt thôi, đã trở thành một cái chiếc máy của riêng mình, bằng cách là chúng ta có thể là thêm rồi thay thế phông chữ các thứ này kia tất tần tật trên cái màn hình khóa. Đây là một điểm cộng rất lớn của phiên bản iOS 16. Và nó cũng sẽ có thêm một vài cái tính năng hay nữa, ví dụ như là tách nền trong thư viện ảnh này. Các bạn chỉ cần ấn giữ vào thôi là nó đã có thể tách nền được rồi. Từ đó thì chúng ta có thể xuất ra một cái ảnh PNG để mà có thể là ghép với cái nền khác. Chúng ta nên lựa những bức ảnh mà có cái chủ thể nó tách biệt với lại phần background đó các bạn ạ. Thường hay là xóa phông hoặc là cái background nó không quá là phức tạp để mà có thể là tách một cách nó dễ dàng hơn trong quá trình mà cần thiết nhất. Rồi là có cái tính năng có thể là chỉnh sửa được tin nhắn trên iMessage. Với những cái chiếc máy mà cùng sử dụng phiên bản iOS 16 giờ đây, chúng ta có thể là thay đổi cũng như là chỉnh sửa nội dung tin nhắn chúng ta đã gửi trước đó. Thì cũng là một cái tính năng mình thấy rất là hay. Rồi là hiển thị phần trăm pin. Các bạn có biết rằng là đối với lại phiên bản iOS 16 thì nó có bao nhiêu cách hiển thị pin không ạ? Lên tới là 4 cách các bạn nhé, rất nhiều luôn. Còn mình thì nói chung là mình đã quen sử dụng với cái việc là không có bật phần trăm pin rồi, nên là cũng không ảnh hưởng đến vấn đề của mình lắm. Rồi, bỏ qua về những cái tính năng hay ho trên iOS 16 đi. Đó là một cái lý do để chúng ta có thể nâng cấp rồi. Vậy thì còn về lỗi thì sao? Mình có gặp lỗi gì trong quá trình sử dụng 3 ngày như thế hay không? Và pin của nó có thật sự trâu hay không? Thì bây giờ chúng ta sẽ nói vào chi tiết hơn nhé. Thì đối với lại về cái phần lỗi, hai cái lỗi mình gặp duy nhất thôi, đó chính là về cái phần đầu tiên ấy, là sau khi cập nhật iOS mới rồi các bạn vào trong App Store cập nhật những phiên bản ứng dụng mới thì nó sẽ có hỏi là kiểu bạn có đồng ý với cái điều khoản này không. Thì lúc đầu ấy, là sau khoảng 1 giờ rưỡi sáng cập nhật xong iOS 16 thì mình có gặp phải vấn đề này. Tuy nhiên thì sáng hôm sau thì nó lại trở lại bình thường. Là tức là cái lỗi này nó chỉ là trong một khoảng thời gian tích tắc như thế thôi nhé. Còn cái lỗi thứ hai mình hay gặp đó chính là đánh cái chữ cái đầu tiên là chúng ta không thể nào việt hóa được. Cái này nếu như mình nhớ không lầm về mặt văn học thì nó sẽ là gì nhỉ? Nguyên âm thì phải, đúng rồi, nguyên âm là kiểu như là chữ A không có thể viết thành chữ ớ được mà nó sẽ ra hai chữ A. Hoặc là chữ ơ thì chúng ta không thể nào mà đánh nó ra được, nó sẽ là OW. Đấy, đại loại nó là như thế. Thì cũng là gặp, nói chung là một vài lần, một hai lần gì đó, xong rồi đến bây giờ hết luôn. Đó là ngày đầu tiên thôi các bạn nhé. Đấy, thì đó cũng là một cái điểm mà cũng có lẽ là được khắc phục rồi. Nhiều người khuyên là nên cài bàn phím bên thứ ba, tuy nhiên thì mình thấy rằng là trong quá trình sử dụng mình chỉ gặp một hai lần thôi, đặc biệt là cái khoảng thời gian đầu, còn bây giờ thì không gặp nữa. Rồi là nó sẽ còn có thêm vài lỗi kiểu như là đơ máy, hoặc là cái nút assistive nó cũng bị đơ theo, chúng ta không còn thao tác được nữa. Thì đối với mình thì mình cũng đã thử test rồi, mình thấy là nó bình thường, nó không có bị đơ. Và máy mình sau khi cập nhật lên là cái chiếc iPhone 13 Pro này thì nó cũng không bị đơ. Có lẽ nhiều bạn gặp phải hiện tượng đơ thì do là pin máy của bạn nó khá là yếu rồi, ví dụ như iPhone X hoặc là iPhone XR kiểu thế, dung lượng pin nó đã chai quá nhiều rồi chẳng hạn, nó không còn đảm bảo được cái dung lượng đỉnh nữa. Rõ ràng là lỗi, bây giờ mình không gặp bất kỳ một cái lỗi gì trên iOS 16. Tiếp đến là nói về phần pin đây. Về phần pin thì mình đã có theo dõi từ ngày đầu tiên đến ngày thứ ba là bây giờ này. Ngày thứ ba là ngày hôm qua rồi, hôm nay thì mình mới làm video để gửi đến cho các bạn là ngày thứ tư đấy. Thì mình thấy là cái thời gian sử dụng pin biến động nhiều nhất là vào cái ngày đầu tiên. Mà nhiều người là than phiền là mới lên là sao nó tốn pin dữ vậy, pin nó tụt nhanh quá, pin chờ, hoặc là nói chung là dùng cảm giác là máy nóng và nó tụt pin nhanh, đại loại thế. Vào cái ngày đầu tiên ấy là cái tổng khoảng thời gian sử dụng của mình gọi là mở sáng màn hình ấy, nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 5:37 các bạn nhé. 5:37 từ 100% pin xuống còn là 18% pin. Đấy, thì mình cũng sẽ cứ đưa ra một cái cột mốc như thế. Và đến khoảng 5:00 chiều, 6:00 chiều là đã gọi là còn ở cái mức đó rồi. Thì mình cảm giác rằng là đúng là máy có nóng và tụt pin nhanh. Và sau khi mà xem về những cái ứng dụng mình đang sử dụng ấy, thì lòi đâu đó đó chính là cái mục màn hình chính cũng như màn hình khóa lên tới là 48 phút. Thì cái chỗ này ấy, là cái thời điểm mà mình làm video trên Dương Dê.
nói về việc là cái tính năng màn hình khóa trên iOS 16 đã được cá nhân hóa cái thứ này kia ấy, thì quay đâu đó cũng rơi vào tầm khoảng là 15-20 phút thì thôi như thế. Tuy nhiên thì cái khoảng thời gian sử dụng tổng của nó lên tới là 48 phút. Nói chung là nó cũng kết hợp những cái thời gian mình đã vật vạch về cái phần màn hình khóa trước đó. Sang cái ngày thứ hai thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 6 giờ 10 phút, là tổng thời gian mình sử dụng từ 100% xuống còn 18% đó. Đó, và mình thấy rằng là thời gian nó đã tăng thêm được khoảng 30 phút. Mình cũng đã chơi game nhiều hơn, lướt Facebook nhiều hơn, xem YouTube cũng nhiều hơn. Đấy, bốn ứng dụng mình hay sử dụng nhất đó chính là Facebook, Liên minh điện thoại tốc chiến, YouTube và Messenger. Các bạn có thể thấy qua luôn. Đó, thì hai ngày vừa rồi thì lúc này là máy nó đã mát và sử dụng một cách nó cực kỳ là ổn định, không có gì để chê cả. Tất nhiên là vào mỗi ngày thì chúng ta sẽ có mỗi cái khoản sử dụng khác nhau, nhưng ở đây các bạn có thể thấy được rằng là bốn ứng dụng mình thường hay sử dụng là như thế, và thời gian nó đã là được kéo dài hơn, dùng máy nó cũng mát mẻ hơn. Và đến ngày cuối cùng là tức là ngày hôm qua đó, thì mình sử dụng tổng là khoảng 5 giờ 48 phút. Thì rõ ràng là mình thấy bây giờ đây thì thời gian sử dụng không có gì để chê cả. Mình dùng thì với khoảng trung bình là dao động từ 5 tiếng rưỡi đến 6 tiếng ấy, thì nó gọi là đủ cho một ngày rồi. Thì đó là một khoảng thời gian sử dụng nhìn chung là mình thấy rất ổn với lại iPhone 13 Pro này. Ngày đầu tiên là máy có vẻ nóng, nóng thôi chứ cũng bảo là pin nó tụt nhanh, pin nó yếu thì cũng chỉ về mặt cảm giác tại vì nó nóng mà. Đấy, còn sang đến 2 ngày còn lại nhiệt độ đã ổn định thì mình thấy là thời gian sử dụng pin nó rất là bình thường luôn. Các bạn có thể thấy là ngày thứ 3 là đến 10, 11 giờ đêm thì mình mới bắt đầu là pin nó lui về còn có 18% như thế. Và đó cũng là một điểm mà mình thấy rằng là thời gian sử dụng pin trên iOS 16 nó hoàn toàn là tốt. Còn các bạn nghĩ sao thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.